Thì em đoán là anh cúng cà phê muối cho chú đúng không? Cà phê muối đúng rồi. Bữa nay đó. Bữa nay 11. Trời ơi. Đi 5 ngày. Cà phê muối ha, đặc mà, biệt. Mà tháng trước mình đi cũng ngày 11 tháng 10 luôn đó. Đúng 1 tháng luôn đó. Ê, bữa nay cũng ngày 11 nè. Đúng 1 tháng mà. Ngày 11 tháng 11 là ngày đẹp ha. Đi máy bay. Rồi thôi bây giờ là trước khi anh đi là phải xin phép chú đúng không? Đúng rồi, anh vô. Với là lao mộ cho chú nữa. Thôi vậy mấy anh em mình lao chung đi. Thôi để điện thoại đi. Cái ghi âm nó bị. Sao vậy anh? Bị lỗi hả? Cái mic nó rất là dở nha. Nó rất là dở. Nè anh mua cái mic giống như em này nè, dây cổ nó rầm rà nhưng mà nó hư hơi bị xịn luôn á. Anh yêu. Dây cổ nó hơi bị rầm rà luôn á. Nhưng mà nó hư là tiếng chất lượng lắm nha. Nó hay mất tiếng lắm. Cái mic gì? Cái mic rót á. Rót à, rót đúng rồi, dây nó rầm rà nhưng mà nó. Nó hư tiếng xịn lắm. Rót thì cái hãng nó đưa rồi. Còn thằng đây nó mới ra đầu tiên mà. Đúng rồi. Nó phải ra phải 2-3 cái vơ sành kìa. Đi ra nó ra đúng rồi. Đi ra đi. Nó chưa biết đặt cái đuổi của nó. Dạ. Từ từ rồi mới chỉnh chu rồi. Đúng rồi, nó mới đầu tiên rồi. Nhưng mà em cũng khắc phục được rồi, bây giờ mua trắc đầy đủ gắn vô là ngon lắm. Nè. Qua 2 mặt 1 quá chắc, 2 cái chắc. Rồi phải tăng nó. Mà thu cái tiếng là bao xịn luôn nha. Thì cái tiếng đó hôm trước em anh thử rồi. Còn chưa có cái xài dưới ngay đó. Thôi mình cứ bắt trước ta đi, thấy người ta chạy gì thì mình bắt trước ta chạy. Đúng rồi. Còn cái mic cũ kia á, nó hù ha, nó méo tiếng luôn. Nó méo tiếng luôn. Cái, không phải, cái do cái chất lượng của nó đó. Chất lượng của nó, không có giống tiếng thật đúng không? Đúng rồi. Mèo ơi con lao xong rồi con đi đâu rồi? Con lao xong chưa? Con lao xong chưa? Ý là con lao xong chưa? Con chưa lao xong thì lao tiếp đi con. Ở trên lao rồi mà. Ở trên lao chưa? Chú phải lao lại. Chú lao lại được không? Được đúng không? Không được thì cũng làm gì được nhau đâu. Dạ. Trả mà để đây sao tin đi được? Chả gì kỳ vậy? Tôi đã biết à, anh nghe nói. Hả? Anh Linh có tên kênh rồi ba. Trời ơi, em lên kênh em xem, anh em xem mà. Ngày qua anh phát được thì anh phát được clip mà anh nói nhiều lắm mà. Thì đó. Lâu lâu phát được clip coi cho đã. Lâu lâu phát dữ ha. Bởi vậy con My nó nói sao mà ông phát gì mà nhớ đâu mà hồi đâu biết trực tiếp hồi 1-2 giờ mà sao giờ tới giờ chị. Tới giờ này gì cũng còn nữa. Tại vì biết sao, tại vì lâu không có được tiếp thôi. Anh Bình không, mình không có nghĩ là nó có view chứ mà quay cho nó vui vui đi đăng chứ ấy đi. Chứ anh cũng lâu lắm anh ít đăng nó mất thời sức á. Dạ. Thì lâu lắm lần thôi. Ừ, chứ làm hoài là mất á. Làm hoài mất đi sức luôn á. Mà người ta vô nhiều không anh? Khán giả vô nhiều không? Mấy trăm mấy không? Trăm mấy à, trăm ba, trăm tư, trăm sáu. Cả trăm trăm sáu là hết à, trăm bảy là hết. Còn trăm hai, trăm ba, trăm tư gì. Nó đều. Nói chung là phải đăng thường xuyên chứ mình đăng mà mình ngày đăng mà đăng nhiều cái đăng ít cái mất này sức. Tại cái thuật toán của YouTube là mình coi một clip trước rồi clip sau nó sẽ để chút cho mình coi. Bởi vậy. Đi mấy cô chú mà có bấm vào cái kênh nào khác đi. Coi một clip đây rồi mình không vô kênh nữa nha. Nếu nó tự hiện lên cho mình coi à. Đó, bởi vậy. Rồi có nhiều bà con nói, ủa sao lâu lắm mà con không có ra clip. Thì bởi đi rồi mình mất đề xuất á. Nó không hiện lên lấy gì mà bà con xem được. Mà đa số là bà con là người ta đề xuất, YouTube nó đề xuất không à. Thì mình vô TikTok của ai đó mình coi một clip là lần sau nó tự hiện cho mình coi à. Thì đó. Nó hiểu mình muốn xem cái đó chủ đề đó nó đề xuất. Còn bây giờ người ta muốn xem mà cái ông đó ông không ra lấy gì ta xem. Ủa, anh yêu đi vậy là Tết nay anh yêu về có cho Tết gì nữa chứ? Tết là về sớm không? Tết chưa biết nữa. Thường là 2-3-4 anh về. Vậy là năm nay là về dữ đúng không? Có năm về 4 lần.
Ê, rồi chị bởi em giới thiệu cho anh cái kèo đó tới đâu rồi. Kèo đó sao rồi? Không ăn đơn. Cái kèo má mì online. Đại mùa xuân anh cưới em. Trời ơi, bây giờ là tụi em là chỉ trong cái đám cưới của anh thôi đó. Đám cưới anh được lâu lắm đó. Trời ơi. Đám cưới ai? Ba. Kén quá trời. Chán ổng thiệt chứ. Nè, 32 tới 39 tuổi, cô chú anh chị. Là còn Jin. Còn Jin đúng không? Có nhà cái đó làm nó thay. Ủa bữa em nghe nói mà anh gặp đầu luôn mà. Có. Vậy là sao cũng được đúng không? Là nhưng mà chưa có con đúng không? Đúng rồi. Dạ. Chứ là chưa có con. Rồi vậy là còn Trinh hay mất Trinh rồi. Tại vì cái thêm cái câu sao nghe nó buồn tiêu quá. Vậy là còn zin hay là mắc zin thì cũng được. Nhưng mà bỏ qua cái đó đi, nó nghe không. Vậy là gì mình đó? Bỏ qua cái đó đi nha, ai bỏ ai là nghĩ tới chuyện đó. Rồi vậy mình bỏ qua cái còn zin hay cái mắc zin nha. Cái đó mình không quan trọng. Ô em lụm được cái lọc chú ơi. Nhưng mà chữa con đúng không? Cái lọc đó thì ở nhà nằm đó cái nhà. Trời ơi đâu phải làm gì vậy đâu anh. Mình qua lụm cái lọc chà bá. Đó, mình để đây nha, lát mình thỉnh nha. Chuẩn bị xong cái túi được. Lát mà thấy ông Minh vô là phải lấy dao gấp. Lấy dao gấp ông đéo lượm hả? Ông lượm, ông lượm sưu tập toàn ông là cái. Ông lượm này bố anh lòng nhiều rồi, đừng có nói là anh lượm lượm chứ gì. Anh là chú cái nhà. Đó. Lượm lọc nhóc luôn á. Đây, mẹ. Chị giờ đó mẹ. À trên thủ tầm 7 giờ 20 là mình dọt là vừa ha. Mấy giờ anh bay? Mấy giờ anh bay? 10 giờ vừa cắt cánh đó. 11 giờ hả? Thì khoảng 7 rưỡi anh đi xuống dưới 2 tiếng là vừa, tiếng rưỡi vừa. Đúng rồi. Anh chạy xe máy nhanh mà, xe anh chạy đợi lắm, anh chạy xuống dưới rưỡi à. Biết rồi, anh chạy nhanh nhưng mà anh phải cẩn thận nữa. Tại vì đường bây giờ xe cù dữ lắm. Mình là mình né người ta chứ người ta không có né mình đâu. Ủa vậy là anh đi Quảng Nam gì đó hả? Anh bạn anh đi Quảng Nam, thằng con trai. Còn mấy ngày mấy anh mới về? 12 mai đám cưới. Mai đám cưới thì mốt anh về lại. Tối mai anh về quê lại rồi. Đám cưới xong tối về lại. Anh bay không không? Đúng rồi, anh bây giờ anh bay ra Quảng Nam hả? Anh bay Quảng Nam mà từ Quảng Nam anh bay ra Bình Định hả? Từ Quảng Nam đi xe đò về Định 3 tiếng. Quảng Nam đi là bao nhiêu anh? Đây ra Quảng Nam là thì Quảng Nam nó gần sát Đà Nẵng á. Bay Quảng Nam là nằm sát Đà Nẵng luôn mà. Cách Đà Nẵng tầm có mười mấy cây à. Thì ngày xưa Quảng Nam Đà Nẵng là như chung không ta? Đúng rồi. Ở Quảng Nam có sân bay mà. Bởi người ta nói cái tiếng Quảng Nam là giống cái tiếng Đà Nẵng á. Đi gì đó tầm khoảng 50 phút. Mà sướng ha, giờ tỉnh nào cũng có sân bay hết. Đúng rồi. Chỉ có tỉnh đi. Bình Dương là chỉ không có sân bay thôi. Đi thì bây giờ có sân bay đi gấp cái nhanh ha. Lên. 12 giờ là có mặt ở VB rồi đó. Tính là biên hòa là hai cái sân bay chứ bộ. Đúng rồi. À, thằng giàu vô đây mừng quá. Sẵn đi nó 100 ngàn hôm trước quên nó 100 ngàn có đó. Tôi biết cho mọi người mà quên, cho gì ho cho anh Ngọc cũng được 100 ngàn của chị Bình Chánh. Sáng vừa coi lọc sớm. Anh quên mất tiêu rồi, anh nhớ cho 5 người, anh còn 1 người anh quên là ai. Sao anh nhớ được? Anh Vinh, tối Vinh gọi anh hỏi chị, nhớ cho 4 người còn 1 người là ai, quên mất tiêu rồi. Trời ơi. Phải kêu còn giàu nữa. Bữa thấy nó đứng tập thò tội lắm. Vậy là mới sáng vô là anh vào coi lọc sớm. Thôi còn cái bình bông bên kia kìa anh yêu bình bông gì đó anh lao bên đây phải lao bên kia đó chứ. Sao qua về tới nhà mấy giờ thì mấy anh mấy giờ chờ tôi con chào bà. Bà cái điện thoại. Không nhìn. Ừ tí xíu nữa rồi. Con chào bà. Chào bà nha. Dạ. Dạ đúng rồi bà. Không biết thì nhang đây nó bung ra đẹp dữ ta. Nhang đó là nhang sen đó anh. Nó bung ra đẹp trong ha. Hồi sáng em vô làm thấy là em hút quản liền luôn á. Ai đốt rồi? Anh Ngọc. Anh đặt Shopee đó anh.
nó bung ra, tại vì nó 5 cây vòng tròn nó bung ra ha. 60-70 ngàn gì một bó. Nhân sen. Anh kêu là để dành đốt cho chú thì phải. Bó nhỏ xíu. Đâu được nhiêu cây. 7 giờ rồi. Đó. Thì sáng nay là anh nêu là vô là thắp nhang để xin chú là tiếp tục về Bình Định ha, 5 ngày. 5 ngày đúng không anh nêu? Đó thì 15 Mết cũng chúc cho anh nêu là đi đường hưởng lộ bình an nha. Rồi đến đây thì 15 Mết Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ 15 Mết Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.